Mình học lớp kinh nghiệm 5 ở cơ sở trồng quý cá. Hôm nay mình sẽ làm món cơm bento. Cơm bento gồm có rau xà lách, bông cải. Rau xà lách và bông cải giúp cho chúng ta đẹp da. Cà rốt giúp cho chúng ta sáng mắt và đẹp da luôn. Rau biển này thank you.